Nếu như bạn là một người quan tâm đến tóc thì chắc chắn bạn phải biết đến tinh dầu dưỡng argan đang vô cùng hot trên thị trường hiện nay. Nó hot bởi vì nó rất là hiếm và sử dụng thì cực kỳ tốt. Các bạn có biết rằng là 100 kg argan chúng ta chỉ thu hoạch được 1 lít dầu argan, và để thu hoạch được cái dầu argan này thì bắt buộc quả argan phải trên 40 năm tuổi. Và điều đáng nói ở đây, cây argan chỉ được trồng tại vùng đất Maroc tại châu Phi. Tinh dầu argan thì chứa rất là nhiều vitamin E cũng như là chất chống oxy hóa hay là các axit béo tốt cho tóc để giúp phục hồi cũng như là cải thiện được cái độ bồng bềnh của tóc. Và thành phần này thì nó cũng khá là lành tính, cho nên là tóc nào chúng ta cũng có thể sử dụng được. Tại Oriflame thì có một bộ chăm sóc tóc Eleo được chiết xuất chính từ tinh dầu argan và hoa hồng. Hoa hồng thì nó sẽ có hương thơm sang trọng và khác biệt so với tất cả những cái sản phẩm khác ngoài thị trường. Là một người hay tạo kiểu tóc và hầu như là mỗi ngày đều tiếp xúc với máy làm tóc, cho nên trước khi làm hoặc là sau khi làm để giúp tóc luôn bóng khỏe thì mình luôn sử dụng tinh dầu dưỡng Eleo này. Và thật sự nhờ có tinh dầu dưỡng cho nên tóc của mình rất là dày, dài và bồng bềnh. Bạn nào gặp mình ở ngoài cũng đều biết nè. Ngoài chai tinh dầu dưỡng ra thì chúng ta còn có dầu gội, dầu xả và mặt nạ ủ tóc. Khi mà bạn kết hợp 4 sản phẩm này lại với nhau thì cái hiệu quả cũng như công dụng nó sẽ mang đến một cách rõ rệt hơn. Nhất là đối với những bạn nào tóc khô sơ, dễ gãy hoặc là những bạn nhuộm tóc và sợ bị phai đi cái màu tóc của mình thì mình nghĩ là các bạn nên lựa chọn bộ sản phẩm này. Cả 4 sản phẩm cả trọn bộ đều được giảm giá đến 30% trong tháng 5. Và thật sự đây là một cái bảo bối mà Loan không thể nào thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mình.